Còn tại tỉnh Đắk Lắk, sinh sống ổn định từ năm 1986 cho tới nay, thế nhưng 83 hộ dân ở thôn 11, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, dù đã nhiều lần làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng vẫn chưa được chính quyền địa phương phê duyệt, dù khu vực này phù hợp với quy hoạch của địa phương. Phản ánh của phóng viên thời sự. Năm 1986, sau khi giải ngũ, ông Biên trở về làm công nhân của Liên hiệp Lâm công nghiệp ESUP, thuộc Bộ Lâm nghiệp thời đó. Thời điểm này, ông được Liên hiệp cấp 1.000 mét vuông đất ở và sản xuất. Đến nay, đã hơn 30 năm trôi qua, ông Biên vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nên ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống, cũng như không thể vay vốn phát triển kinh tế. Con cái học hành lên là đã đi vay mượn ngân hàng rồi. Vay mượn ngân hàng thì có sổ đỏ đâu. Bởi vì khi vay mượn, kể cả tín dụng, kể cả ngân hàng, anh phải có thế chấp. Thành ra là vô cùng khó khăn luôn. Họ không hoàn toàn không chấp nhận. Khu vực này hiện có 83 hộ dân đang sinh sống ổn định và đã hình thành đến các vườn ươm cây giống chuyên cung cấp cho bà con nông dân. Ngoài ra, khu vực này cũng phù hợp với đồ án quy hoạch đất ở xây dựng nông thôn mới đã được chính quyền địa phương phê duyệt. Điều mà các hộ dân đang mong chờ hiện nay là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo tìm hiểu của phóng viên, trong khu vực này hiện có 83 hộ dân là công nhân, cán bộ được Liên hiệp Lâm công nghiệp ESUP cấp đất xây dựng nhà ở và làm kinh tế theo công văn số 299 ngày 20 tháng 3 năm 1986 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Mãi đến năm 2014, chính quyền địa phương mới thông báo cho các hộ dân hoàn thiện hồ sơ để làm sổ đỏ. Nhưng từ đó đến nay, toàn bộ những hộ dân này vẫn chưa được cấp sổ đỏ. 2014 là đã có cái quyết định này rồi. Vì là cái giấy tờ này để làm giấy tờ hết rồi. Mà đã cấp cho mình một mảnh giấy để đợi chỉ có cấp giấy cấp đất thôi, nhưng mà mình không thấy hồi. Đều là có như là nguồn gốc là của Liên hiệp hết, nhưng mà ở trong này cũng có 12 cuốn sổ cấp đất, rồi là ở bên kia cũng vậy, nhưng mà chỉ có khu vực này là không cấp giấy quyền sử dụng đất cho mấy chục hộ dân ở đây. Do quá trình họ mua bán rồi trao đổi liên quan đến cái việc dân sự với nhau, mua bán giấy viết tay thì là liên quan đến nhiều cái xác định chủ ở trên thửa đất đấy, thì là Trung tâm Phát triển Quỹ đất không thể xác định được. Tất cả các ý kiến của người dân thì Ủy ban Nhân xã có ghi nhận để có những cái trao đổi rồi liên quan đến nguyện vọng tâm tư của người dân. Việc không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng khiến các hộ dân gặp nhiều khó khăn khi có nhu cầu tách hộ, tách thửa cho con cái. Người dân cho biết họ rất cần các cơ quan chức năng sớm có giải pháp để được đảm bảo quyền lợi chính đáng.